Chúng ta sẽ bắt đầu chữa cái đề của ngày 11 tháng 5. Ở câu hỏi số 1 thì rất đơn giản, là người ta yêu cầu các bạn là có bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau được lập từ S, tức là các em phải lấy 3 chữ số từ S này. Rồi các em sắp xếp nó theo thứ tự, như vậy nó sẽ là số chỉnh hợp chập 3 của 5. Và số chỉnh hợp chập 3 của 5. Đáp án là D. Câu số 2. Chúng ta có số hạng đầu là U1 bằng 1 phần 2, số hạng U2 bằng 2. Như vậy công bội quy nó sẽ bằng là U2 trên U1 và bằng 4. Đúng không ạ? U2 trên U1 mà bằng 4 thì từ đây các em sẽ suy ra ngay là giá trị của U4 ấy, nó sẽ bằng là U1 nhân với quy mũ 3. Các em nhớ công thức của UN nhé. Công thức là UN bằng U1 nhân với quy mũ N trừ 1 là đối với cấp số nhân. Còn đối với cấp số cộng thì UN bằng U1 cộng với lại N trừ 1 nhân với D. Đây là cấp số cộng. Đấy. Như vậy các em thay số vào đây thì các em sẽ suy ra ngay là U4 của chúng ta nó sẽ bằng là 1 phần 2 nhân với 64. Và 1 phần 2 nhân 64 thì kết quả là 32, đáp án A. Nhớ cái công thức của số hạng tổng quát của cấp số nhân với cấp số cộng nhé. Câu hỏi số 3, hỏi khẳng định nào là khẳng định sai. Chú ý người ta hỏi khẳng định sai các em nhé. Hàm fx đồng biến đến khoảng từ âm vô cùng âm 2 đúng. Hàm số nghịch biến trên khoảng từ âm 2 đến 2 là phương án sai. Bởi trên khoảng từ âm 2 đến 2 nó vừa nghịch biến vừa đồng biến. Đây là câu hỏi số 3. Câu hỏi số 4, tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau. Thứ nhất là hàm số có 3 điểm hướng trị là khẳng định đúng. Như vậy ta chọn ngay phương án A. Chọn ngay phương án A. Câu số 5. Cho bảng xét dấu của đạo hàm f(x). Hỏi rằng hàm số f(x) có bao nhiêu điểm hướng trị. Trong bảng biến thiên, trong bảng xét dấu này thì các em thấy đạo hàm f(x) chỉ đổi dấu qua 2 điểm là âm 2 và 5. Đúng không ạ? Còn tại điểm âm 1, tại điểm x bằng 1 là đạo hàm không đổi dấu. Do đó số điểm hướng trị là 2. Và cụ thể hơn, x bằng âm 2, trong hợp này x bằng âm 2 là điểm cực đại của hàm số. Còn x bằng 5 thì là điểm cực tiểu của hàm số. Các em lưu ý như vậy. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 6. Tiệm cận đứng thì các em chọn ngay là đường thẳng x bằng 1. Cái tiệm cận đứng của đồ thị hàm số này các em chỉ cần cho cái mẫu bằng 0 thôi đúng không ạ? Thì tiện cận ngang thì em lấy A trên C, tức là hệ số cao nhất của X ở trên chia hệ số cao nhất của X ở dưới. Câu số 7. Câu số 7 thì các em nhìn vào hình dạng đồ thị này. Chúng ta thấy đây là một hàm bậc 3 với hệ số A âm. Vậy hàm số bậc 3 với hệ số A âm thì ta chọn đáp án là D. Câu hỏi số 8. Đồ thị của hàm số cắt trục tung tại điểm của tung độ là bao nhiêu? Thì các em cho x bằng 0 được y bằng âm 4. Như vậy cắt trục tung tại điểm của độ là 0 âm 4. Câu số 9 thì các em biến đổi thành là lê PA cộng với lê PA của A mũ pi. Và sử dụng tính chất ta được là bằng 1 cộng với pi nhân với lê PA. Như vậy đáp án của ta câu số 9 là C. Câu số 10, pi bằng A mũ x. Thì các em chú ý là cái hàm A mũ x đạo hàm ấy thì bằng A mũ x nhân với lê PA. Đúng không? Đây là hàm số mũ nhé. Như vậy đáp án của ta là pi mũ x nhân lê PA pi. Đáp án câu 10 là D. Câu 11, các em chú ý là căn bậc M của A mũ N thì bằng A mũ N trên M. Được chưa? Như vậy ta chọn đáp án là A mũ 2 phần 3. Đáp án D. Câu số 12, chúng ta biến đổi phương trình thành là 2x trừ 2 bằng 2. Và các em tìm được x bằng 2. Như vậy đáp án của ta là A. Câu số 9 A. Đến thời điểm hiện tại thì đang vắng 4 người nhé. Các bạn Thuần với Đinh Vân kiểm tra thầy sĩ số và nhắc cho thầy xem 4 người vắng là ai nhé. Câu số 12. Câu số 13, nghiệm của phương trình. Các em chú ý là phương trình này chúng ta phải biến đổi thành logarit cơ số 2 của x cộng 1 bằng 2. Đúng không ạ? Chuyển thành 3 trừ 1 bằng 2 và các em biến đổi thành x cộng 1 nó sẽ bằng 4. Chúng ta chú ý một điều là những cái phương trình như thế này thì không cần phải điều kiện nữa. Bởi vì x cộng 1 bằng 4 thì đương nhiên nó lớn không rồi, đúng không ạ? Như vậy ta tìm được nghiệm là x bằng 3. Tìm được nghiệm là x bằng 3. Phần kiểm tra Thuần và Đinh Vân kiểm tra các bạn vắng và nhắn vào trong chat cho thầy nhé. Câu số 14 thì các em phải chia cái hàm này ra. Cái hàm fx chúng ta phải viết nó về dạng thành như sau. X mũ 3 cộng với 4 trên x bình phương.
Nguyên hàm của x mũ 3 thì bằng x mũ 4 trên 4. Nguyên hàm của 4 trên x bình phương thì bằng trừ 4 trên x. Như vậy đáp án của ta là D. Đáp án là D. Sang câu tiếp theo, câu số 15. Khẳng định nào là khẳng định đúng? Ở đây cũng là bài toán tìm nguyên hàm thôi. Nguyên hàm của sin 3x cộng 1 thì sin 3x nguyên hàm bằng âm 1 phần 3 cos 3x. Còn nguyên hàm của 1 là x, do đó đáp án ta là B. Đáp án B, nguyên hàm của fx dx bằng âm 1 phần 3 cos 3x cộng x cộng c. Câu hỏi số 15. Câu hỏi số 15 là một câu hỏi liên quan đến tính chất của tích phân. Thì các em lưu ý là tích phân từ âm 1 đến 3 của fx dx thì bằng tích phân từ âm 1 đến 2 của fx dx mà cộng với lại tích phân từ 2 đến 3 của fx dx. Thế thì cái giả thiết người ta cho biết là tích phân từ âm 1 đến 3 của chúng ta là âm 2, đúng không ạ? Đấy, âm 2 này. Cái tích phân từ âm 1 đến 2 là bằng 3. Như vậy cái tích phân này nó phải bằng là âm 5 thôi, đúng không ạ? Âm 5 nhá. Tức là âm 5. Đáp án của chúng ta là C. Câu số 17 thì các em lấy nguyên hàm cơ bản của mx là mx lấy cận từ 0 đến lp2 và cái này bằng e mũ lp2 trừ đi e mũ 0. Tức là bằng 2 trừ đi 1 và cái này kết quả bằng 1. Tất nhiên câu này thì các em có thể sử dụng máy tính cầm tay, đúng nhỉ? Câu số 18, z1 cộng z2 thì bằng âm 1 cộng y. Như vậy đáp án ta là âm 1 cộng y, đáp án A. Âm 1 cộng y. Câu số 19, các em nhân cái số phức này z này ra thì chúng ta sẽ được là z chúng ta sẽ bằng là âm 3 cộng với y. Nhưng ở đây người ta yêu cầu các em là tìm số phức liên hợp của z, đúng không ạ? Vậy số phức z ngang sẽ bằng là gì ạ? Số phức z ngang trong trường hợp này z ngang sẽ bằng là âm 3 trừ đi y. Tất cả những cái gì tôi viết lên bảng thì các bạn phải ghi chép đầy đủ lại. Như vậy ta chọn đáp án là B, âm 3 trừ y. Câu hỏi số 20. Cho số phức z điểm nào dưới đây điểm là điểm biểu diễn của V kép bằng y z. Vậy thì V kép nó sẽ bằng là y nhân với âm 2 cộng với y. Và các em nhân ra thì các em được kết quả là trừ 1 trừ đi 2y. Như vậy điểm biểu diễn của nó sẽ là âm 1, âm 2. Đáp án câu 20 là A. Đáp án của câu 20 là A. À, Vũ đã có mặt rồi nhé. Bạn Vũ bạn vào từ đầu rồi. Và vừa bạn ấy vào lại chắc nó bị ao ra thôi. Câu số 20. Câu tiếp theo là câu số 21. Cho hình chóp của đáy là tam giác vuông tâm tại A, SA bằng AB bằng A. Các bạn nhìn cái hình thầy đã vẽ sẵn rồi. SA vuông góc với mặt bằng đáy, hỏi thể tích khối chóp. Như vậy đối với câu 21 này các em phải xác định được chiều cao H là bằng SA là bằng A. Thứ hai là diện tích đáy là bằng diện tích của tam giác ABC. Tam giác ABC là tam giác vuông tâm tại A, như vậy diện tích bằng 1/2 lần AB nhân AC. Và cái này bằng 1/2 lần A nhân A bằng A bình trên 2. Thể tích của khối chóp V bằng 1 phần 3 lần H nhân với diện tích đáy. Như vậy các em chọn đáp án là 1 phần 3 lần A nhân với A bình trên 2. Đáp án là A mũ 3 trên 6. Đúng không ạ? Ta có đáp án B là A mũ 3 trên 6. Những cái hình này thì các em có thể vẽ hình bằng tay nhé. Đối với câu 22 thì các em chú ý là khối lăng trụ của đáy là hình vuông này. Đúng không ạ? Chiều cao bằng 2A này. Như vậy là các em chỉ cần xác định là diện tích đáy là bằng A bình. Chiều cao H bằng 2A. Vậy thì thể tích của lăng trụ nó sẽ bằng là chiều cao nhân với diện tích đáy. Đúng không ạ? Cái này bằng 2A mũ 3. Bằng 2A mũ 3. Đến thời điểm này vẫn vắng 4 bạn nhé. Phần kiểm tra 4 bạn và inbox cho thầy nhé. Câu 22. Và yêu cầu các bạn là chúng ta đổi tên thành đúng cái số thứ tự của mình ở trong nhóm. Nhé. Thành số thứ tự để cho đúng. Các bạn điểm danh nó dễ. Câu số 23. Thể tích V của khối nón có bán kính đáy bằng 3 và chiều cao bằng 6. Vậy V của khối nón bằng gì ạ? 1 phần 3 pi r bình phương h. Đúng không? Em lắp vào bằng 1 phần 3 pi nhân với r bình phương là 9 nhân với h là 6. Đáp án là 18 pi. Đáp án D. Câu số 24. Câu số 24. Diện tích S, diện tích xung quanh S của hình trụ, đúng không ạ? Diện tích xung quanh của hình trụ thì S xung quanh của hình trụ là bằng pi RH
xin lỗi 2 pi RH. Như vậy các em thay số bằng 2 pi nhân với R, bán kính là 3 và chiều cao H bằng 4. Đáp án ta là 24 pi, đáp án câu 24 là B. Câu 25, tọa độ trọng tâm của tam giác ABC thì tọa độ trọng tâm G, các em lấy tọa độ điểm A cộng điểm B cộng điểm C trên 3. Như vậy hoành độ các em sẽ xác định được tọa độ của nó là 2, tung độ là 1 và cao độ là 1. Vậy đáp án tọa độ điểm G là 211, đáp án là D, câu 25. Câu 26 các em chú ý là người ta hỏi các bạn đường kính, được chưa? Thế thì bán kính đáy R nó bằng 4 bởi vì R bình bằng 16 mà. Như vậy đường kính thì 2R nó phải bằng 8. Chọn đáp án A. Chú ý người ta hỏi đường kính của mặt cầu nhé. Cẩn thận không nhầm sang đáp án là bán kính. Ở bài tập về nhà thì một số bạn chúng ta nhầm sang bán kính của mặt cầu đấy. Câu số 27, mặt phẳng nào là đi qua cái điểm âm 211 thì chúng ta kiểm tra bằng cách thay tọa độ điểm M vào 4 phương án ABCD. Điểm M thỏa mãn phương trình nào thì chúng ta lấy đó chính là phương trình của mặt phẳng đi qua điểm M. Trong trường hợp này khi chúng ta thay vào thì chúng ta chọn được phương án là B. 2x bằng âm 2, y bằng 1 và z bằng 1. Câu hỏi số 28. Đâu là vector chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm AB? Như vậy các em thấy một điều là một vector chỉ phương nó chính là vector AB thôi đúng không? Vector AB thì các em lấy tọa độ điểm cuối trừ điểm đầu, điểm B trừ điểm A. Âm 2, âm 2, 1. Như vậy chúng ta sẽ chọn cái vector chỉ phương của đường thẳng AB là cùng phương với vector AB này. Ta chọn là vector U4, 2, 2, âm 1. Câu số 29. Chọn ngẫu nhiên một số trong 21 số nguyên không âm đầu tiên. Như vậy các em nhớ là 21 số nguyên không âm đầu tiên thì nó bắt đầu từ 0 đúng nhỉ? Mà đến cuối cùng ta là bằng 20 đúng không ạ? Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ có là 11 số chẵn và 10 số lẻ. Nhất là bạn chọn ngẫu nhiên một số thì chúng ta sẽ được là số phần tử của không gian mẫu là bằng C1 của 20. Mốt. Và cái này bằng 21 đúng không ạ? Thứ hai để chọn được một số lẻ thì để chọn được một số lẻ ấy, thì chúng ta có 10 số lẻ thôi. Như vậy từ đây suy ra xác suất của cái biến cố cần tìm đó là PA bằng NA trên N của omega. Số trường hợp thuận lợi cho biến cố là 10 và số phần tử không nhân mẫu là 21. Như vậy ta chọn đáp án là A. Ta chọn đáp án A. Câu 29. Câu hỏi số 30. Hàm số nào dưới đây là hàm số đồng biến trên R? Hàm số muốn đồng biến R thì tập xác định của nó phải R. Như vậy ta phải chọn gạch phương án A và phương án D vì tập xác định không phải là R. Phương án C là hàm trùng phương. Và hàm trùng phương trong trường hợp này các em thấy là đồ thị của nó sẽ có dạng là parabol. Như vậy nó không thể là đồng biến trên R được. Đúng không ạ? Như vậy ta gạch phương án C. Và đáp án của câu 30 các em sẽ chọn là đáp án B. Đáp án chúng ta chọn là B. Cẩn thận ra thì các em tính đạo hàm y phẩy ra, nó bằng 3x bình phương trừ 2x cộng 1. Và các em thấy là đạo hàm vô nghiệm mà. Và đạo hàm vô nghiệm thì trong hợp này nó sẽ luôn dương, đúng không ạ? Câu số 31. Câu số 31. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đoạn từ âm 1 đến 5. Thì bước 1 là các em tính đạo hàm và tìm điểm tới hạn trong đoạn âm 1, 5. Đạo hàm bằng 6x bình phương cộng 6x trừ 12. F phẩy bằng 0 ấy, thì chúng ta có hai nghiệm là x bằng 1 và x bằng âm 2. Tuy nhiên là trong đoạn từ âm 1 đến 5 thì thằng âm 2 này chúng ta loại đi. Nó không thuộc vào đoạn từ âm 1 đến 5. Vì vậy đến đây chúng ta muốn tính giá trị mắc min thì chúng ta phải tính giá trị của hàm số tại âm 1, giá trị của hàm số tại 5, tức là giá trị của hàm số tại hai điểm đầu mút của đoạn và giá trị của hàm số tại điểm x bằng 1, tức là điểm tới hạn. Chúng ta sử dụng máy tính cầm tay, chúng ta tính cho thời F tại âm 1 2 alpha x mũ 3 cộng với 3 alpha x bình trừ 12 alpha x cộng với 1. Với x bằng âm 1 thì ta được đáp án là 10 F tại âm 1 bằng 14, F tại 5 thì bằng 266 và F tại 1 thì bằng âm 6.
Như vậy đây chính là giá trị m lớn và đây chính là giá trị m nhỏ. Và ở đây người ta hỏi m lớn cộng m nhỏ thì đáp án là 270, à xin lỗi 260. Câu 31 đáp án D. Câu 32, tập nghiệm của bất phương trình. Chúng ta chú ý thầy là trong trường hợp này hai cái vế chúng ta là cùng cơ số 2 phần 3, nhưng cơ số 2 phần 3 là cơ số nhỏ hơn 1, nên chúng ta phải đảo chiều của bất phương trình đi. Do đó chúng ta được là x lớn hơn hoặc bằng là âm 2 phần 3. Đáp án của ta là A. Chú ý nhé, cơ số nhỏ hơn 1 thì bất phương trình mũ và logarit đấy, chúng ta phải đảo chiều. Đối với câu số 33 ấy, thì chúng ta biến đổi cái tích phân y này này là tích phân cần tìm. Và tôi đặt cái tích phân này là tích phân g. Đúng không? Đặt tích phân này tích phân g. Thì các em sẽ có là y nó sẽ bằng 2 lần g mà cộng với lại tích phân từ 1 đến 2 của dx. Đúng không ạ? Điều này sẽ tương đương như sau, y sẽ bằng 5 này bằng 2g cộng với tích phân từ 1 đến 2 của dx thì nó chính bằng 1. Đúng không ạ? Bằng 1. Như vậy ta được g bằng 2, g bằng 2. Đáp án A. Đáp án A. Câu hỏi số 34. Cho số phức z và khi đó hỏi là mô đun của 1 trừ y nhân z bằng bao nhiêu, đúng không ạ? Thì chúng ta sử dụng máy tính cầm tay để các em bấm, chúng ta tìm ra 1 cộng y nhân z, 1 trừ đi y nhân với z ở đây là 3 trừ đi 4 y. Chúng ta được đáp án là trừ 1, 1 trừ đi y nhân với z thì bằng trừ 1 trừ đi 7 y. Như vậy mô đun của 1 trừ đi y nhân với z thì sẽ bằng là 5 căn 2. Căn bậc 2 của âm 1 bình cộng với âm 7 bình, đúng nhỉ? Cách làm thứ hai ấy, là các em nhớ là mô đun của 1 cộng với y nhân với z thì chúng ta sử dụng là mô đun của tích bằng tích các mô đun nhân với mô đun của z. Và cái này bằng căn 2 nhân với mô đun của z là bằng 5, đúng không ạ? Như vậy vẫn là đáp án A thôi, 5 căn 2. Các em nhớ là mô đun của tích bằng tích các mô đun nhé. Đấy là câu hỏi số 34. Thời gian của chúng ta là chúng ta mới làm khoảng tầm 25 phút, chưa đến 25 phút, nhưng mà chúng ta đã có thể làm đến câu 34 rồi, nên là trong đề thi ấy, thì chúng ta phải thật cẩn thận và bình tĩnh, chúng ta sẽ được 7 điểm thôi, mà không có cái gì khó khăn cả. Câu hỏi số 35. Hình chóp SABCD có SA vuông góc với đáy và SA bằng A. Hỏi rằng góc giữa hai mặt phẳng SBC và mặt phẳng ABC, đúng không ạ? Giờ bài toán này về nguyên tắc này, để xác định góc hai mặt phẳng thì bước 1 là bạn phải xác định giao tuyến. Vậy tôi có là BC là giao tuyến của mặt phẳng FBC với lại mặt phẳng ABC, đúng không ạ? Thứ hai là bạn phải tìm một mặt phẳng vuông góc với giao tuyến BC, đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta lợi dụng sẵn là SA vuông góc với BC rồi, nên là đầu tiên là ta dựng cái thằng AM vuông góc với BC, trong đó M thuộc vào BC, thì suy ra cái mặt phẳng SAM sẽ là mặt phẳng vuông góc với giao tuyến BC, đúng không? Vậy góc giữa hai mặt phẳng trong trường hợp này chính là góc giữa đường thẳng SM và AM. Vậy chúng ta ghép góc mặt phẳng SBC với mặt phẳng ABC chính là góc giữa đường thẳng SM và AM. Mà góc giữa đường thẳng SM và AM thì nó chính là góc SMA, đúng không? Ở đây các em lưu ý một điều là tam giác ABC là vuông cân ấy, nên là đầu tiên ta khẳng định là M nó sẽ là trung điểm của BC, đúng không ạ? Bởi vì là tam giác vuông cân tại A thì AM mà vuông góc BC thì M là trung điểm của BC. Bây giờ muốn tính cái góc SMA thì chúng ta đã biết là SA bằng A rồi. Bây giờ bạn phải tính đi AM, đúng không ạ? Thế thì AB bằng AC bằng A căn 2. Thì áp dụng định lý Pythagore ta sẽ tính được BC bằng căn bậc 2 của AB bình cộng AC bình. Và bằng 2A. BC mà bằng 2A thì AM là đường trung tuyến với cạnh huyền bằng một nửa cạnh huyền, đúng không ạ? Vậy bằng A. Vậy nếu mà AM bằng A, SA bằng A thì dẫn đến là cái tam giác SAM vuông cân. Và tam giác SAM vuông cân thì dẫn đến góc SMA của ta là phải bằng 45 độ, đúng không ạ? Vậy ta chọn đáp án là B, câu 35. Câu hỏi số 36. Câu 35 đây. Các bạn đã ghi kịp chưa?
Câu hỏi số 36. Đối với câu hỏi số 36, hình chóp đều SABC. Em chú ý là hình chóp đều thì hình chiếu của điểm S lên mặt phẳng ABC là trọng tâm của tam giác nhé. Vậy thầy lấy H là trọng tâm của tam giác ABC. Đúng không ạ? Thì SH sẽ phải vuông góc với đáy. Hỏi rằng là góc giữa mặt bên với mặt đáy là bao nhiêu độ? Thì xin lỗi, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 60 độ, yêu cầu các em tính độ dài đường cao FH. Thì ở đây cũng tương tự như bài kia thôi, bước 1 là các em chọn cái mặt bên ấy là mặt bên FBC đi. Với cái mặt phẳng ABC thì giao tuyến của chúng là BC. Đúng không ạ? Bước thứ hai là các em xác định mặt phẳng vuông góc với BC thì BC vuông góc với mặt phẳng SAH. Hay là cái này cũng tương đương với BC vuông góc với mặt phẳng SAM. Đúng không? SAM lưu ý như vậy. Thế thì dẫn đến góc giữa hai mặt phẳng SBC với mặt phẳng ABC thì chính là góc giữa hai đường giao tuyến của mặt phẳng SAM với hai mặt phẳng ban đầu. Tức là nó là góc giữa SM với lại đường thẳng AM. Hai cái góc này này thì nó chính là góc SMH. Như vậy góc SMH này bằng 60 độ các em này, góc SMH này bằng 60 độ này. Đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta muốn tính SH ấy, thì các em chỉ cần áp dụng hệ tương lượng trong tam giác vuông SHM là xong. Thì chúng ta có là SH thì bằng là HM nhân vị tan của 60 độ. Thế HM thì bằng cái gì? Các em nhớ là khoảng cách từ trọng tâm đến trung điểm thì bằng 1 phần 3 lần độ dài của AM. Đúng không ạ? Vậy cái này là 1 phần 3. Đáy là tam giác đều cạnh A thì độ dài AM bằng cạnh nhân căn 3 trên 2. Và cái này bằng A căn 3 trên 6. Nhớ nhé, đường trung tuyến của tam giác đều hay là đường cao của tam giác đều thì bằng cạnh nhân căn 3 trên 2. Từ đó chúng ta sẽ suy ra là SH sẽ bằng A căn 3 trên 6 nhân với tan của 60 độ là căn 3 và kết quả bằng A trên 2. Đúng không ạ? Vậy SH bằng A trên 2. Câu hỏi số 36. Câu hỏi số 37. Trong không gian với hệ tọa độ OXYZ cho điểm A, điểm B, điểm C, viết phương trình mặt cầu tâm C và có bán kính bằng AB. Như vậy ở đây chúng ta chỉ cần tính độ dài bán kính R là bằng AB thôi, đúng không ạ? R bằng AB. Mà cái khoảng cách giữa hai điểm AB thì em lấy tọa độ điểm B trừ A rồi em bình phương lên thôi. Hoành độ trừ nhau bình phương là âm 2 bình phương. Cộng với tung độ trừ nhau bình phương là 2 bình phương. Cộng với cao độ trừ nhau bình phương là 0 bình phương. Như vậy cái này bằng căn 8, tức là bằng 2 căn 2. Đúng không? Như vậy suy ra phương trình mặt cầu nó sẽ là x cộng 10 tất cả bình, cộng y trừ 17 tất cả bình, cộng với z cộng 7 tất cả bình. Cái này bằng r bình, tức là bằng 8. Đúng không? Như vậy ta chọn được đáp án là đáp án ta là B các em nhé, chú ý đáp án là B. Đúng không? Đáp án là B. Câu hỏi số 38. Cho hai điểm M và N, hỏi phương trình đường thẳng đi qua hai điểm M N. Thì các em thấy là đường thẳng mà đi qua hai điểm M N ấy, khi mà đường thẳng đi qua hai điểm M N ấy thì nó sẽ có vector chỉ phương, nó chính là vector MN, đúng không ạ? Vector MN thì em lấy tọa độ điểm N trừ M đi thì tọa độ nó sẽ là âm 1 3 2. Như vậy dựa vào vector chỉ phương là âm 1 3 2 thì em gạch phương án B và phương án D đi, đúng không ạ? Chúng ta chỉ còn phương án A và phương án C, bởi vì hai vector chỉ phương trong hợp này chính là âm 1 3 2 luôn. Bây giờ các em kiểm tra giả thiết là nó đi qua M và đi qua N thì chọn được đáp án là C, đúng không ạ? Đấy, đáp án A này không đúng. A này ở đây các em thay tọa độ điểm M vào nó không thỏa mãn mà. Thế còn đáp án C này thì các em thấy là thay tọa độ điểm M vào thì các em thấy ba cái tỉ số này bằng nhau, đều bằng là âm 1. Đều bằng âm 1. Hoặc các em có thể nhìn thấy ngay phương án C này chính là người ta viết phương trình đường thẳng đi qua N và có vector chỉ phương là vector MN thôi, đúng không ạ? Phương trình này là phương trình chính tắc của đường thẳng. Câu hỏi số 38. Câu hỏi số 39. Đây là một câu nâng cao hơn một chút. Cho hàm Fx có đồ thị là F' như hình vẽ. Hỏi giá trị nhỏ nhất của hàm Gx. Thì với cái bài này để sử dụng được Fx thì ta phải đặt, chúng ta phải đặt T cho thầy là bằng S bằng 2x cộng 1. T mà bằng 2x cộng 1 thì lúc này chúng ta sẽ có cái hàm Gx của chúng ta, cái giá trị của hàm Gx của chúng ta nó sẽ bằng cái hàm HT và nó sẽ bằng là FT
trừ đi 2t trừ 1 đúng không ạ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ quay về bài toán là tìm mắc min của hàm biến t. Thế nhưng mà x của ta thuộc ở đoạn từ âm 3 phần 2, tức là chúng ta có cái này là âm 3 phần 2 nhỏ hơn hoặc bằng x và nhỏ bằng 1 đúng không ạ? Vậy thì dẫn đến ngay là âm 3 nhỏ hơn bằng 2x và nhỏ bằng 2. Sau đó các em cộng với 1 thì các em sẽ được là âm 2 nhỏ bằng 2x cộng 1 và nhỏ bằng 3. Như vậy dẫn đến là t của chúng ta nó sẽ thuộc vào đoạn từ âm 2 đến 3 các em ạ. Vậy chúng ta sẽ đi tìm giá trị nhỏ nhất min của HT trong đoạn từ âm 2 đến 3. Thế thì để tìm mắc min trong đoạn này thì ta vẫn làm cái thao tác bình thường với H phẩy T của chúng ta trong hợp này nó bằng gì? H phẩy T là bằng F phẩy T trừ đi 2 đúng không ạ? Vậy các em có phương trình H phẩy T bằng 0 ấy, thì tương đương với F phẩy T nó bằng 2. Thế cái đường thẳng y bằng 2 đây, các bạn để ý là đây là đường thẳng y bằng 2 đây, đúng không ạ? Thế y bằng 2 nó cắt đồ thị F phẩy X tại các điểm có hoành độ lần lượt là tại 3 điểm, đúng không ạ? 3 điểm này có hoành độ lần lượt là âm 1, 1 và 2. Như vậy phương trình F phải T bằng 0 cũng sẽ có nghiệm là T bằng âm 1, T bằng 1 và T bằng 2. Ba cái giá trị này ấy, thì đều thuộc vào trong cái đoạn từ âm 2 đến 3, đúng không ạ? Như vậy ta lập bảng biến thiên của thằng HT. Đấy, ta lập bảng biến thiên như sau: TH phải T và H, chúng ta lập bảng thiên trong đoạn từ âm 2 đến 3. Các cái điểm tới hạn đây là âm 1, 1 và 2, âm 1, 1 và 2. Tuy nhiên ở đây các em lưu ý một điều như sau. Các em hãy quan sát này, trong khoảng từ âm 2 đến âm 1 ấy, thì cái đường thẳng y bằng 2 nó nằm trên đồ thị F phẩy đúng không ạ? Vậy F phẩy trừ đi y bằng 2 là mang giá trị âm. Tương tự trong khoảng từ âm 1 đến 1 thì các em nhìn thấy đường cong F phẩy này này cũng nằm dưới đường thẳng y bằng 2. Như vậy F phẩy trừ đi 2 vẫn âm. Đó. Trong khoảng từ 1 đến 2 ấy, thì F phẩy nằm trên đường thẳng y bằng 2. Như vậy F phẩy T trừ đi 2 là dương. Và trong khoảng từ 2, 3 đạo hàm vẫn dương. H phẩy T vẫn dương em nhé. Chú ý là trong khoảng 2 đến 3 ấy, thì đồ thị đường cong này này nó vẫn nằm trên đường thẳng y bằng 2. Như vậy chúng ta khẳng định là hàm số nghịch biến trong khoảng từ âm 2 đến âm 1, à đến 1 và đồng biến trong khoảng từ 1 đến 3. Vậy chúng ta sẽ suy ra ngay là min của HT ấy, trong trường hợp này nó sẽ bằng là H tại 1. Đúng không ạ? Mà H tại 1 thì các em thay vào đây chúng ta sẽ được là F tại 1 mà trừ đi 3. Đúng không ạ? F tại 1 trừ đi 3. Đáp án của câu 39 này là đáp án D. Câu 39 đáp án là D. Câu hỏi số 39 là một câu liên quan đến mắc min, nhưng mà chúng ta phải đổi biến số các em nhé. Phải đổi biến số. Và đối với những cái bài toán mắc min của hàm ẩn như này thì chúng ta không thể làm theo phương pháp tìm mắc min trên đoạn bằng cách không lập bảng thiên được. Mà thường với những bài toán này là ta phải lập bảng thiên vì người ta giấu cái hàm Fx đi mà. Gọi là hàm ẩn đấy. Đúng không ạ? Câu số 40. Câu số 40 này là một cái câu mà nâng cao một chút. Ở đây chúng ta phải hiểu thứ nhất là y là số nguyên dương này, tức là y thuộc n sao này. Đúng không ạ? À, có ít hơn 2021 số nguyên x nhá. Thế thì ở đây các em thấy cái bất phương trình này có rằng là a nhân b nhỏ hơn 0, thì chú ý là a nhân b nhỏ hơn 0 ấy sẽ tương đương với lại là a nhỏ hơn 0 b lớn 0 hoặc là a lớn 0 b nhỏ hơn 0 thôi. Đúng không ạ? Thế thì cái bất phương trình này ta đặt là bất phương trình số 1 đi. Thì các em sẽ có là bất phương trình số 1 của chúng ta ấy, nó sẽ tương đương như sau này. Bất phương trình số 1 sẽ tương đương với hai khả năng xảy ra. Khả năng nhất là logarit cơ số 2 của x cộng 3 trừ 1 lớn 0 thì logarit cơ số 2 của x trừ đi y là nhỏ hơn 0. Trường hợp thứ hai là logarit cơ số 2 của x trừ 3 x cộng 3 là nhỏ hơn 1 thì logarit cơ số 2 của x trừ đi y là lớn hơn 1 lớn 0. Thì nó trừ đi 1 nhỏ hơn 0. Nên hai thằng phải trái dấu với nhau thì tích nó mới âm được, đúng không ạ? Chỗ này các em sẽ giải được cái bất phương trình đầu tiên ấy, thì ta được là x cộng 3 là lớn hơn 2. Cái dưới ta được là x nhỏ hơn 2 mũ y, đúng không ạ? Cái trường hợp trên cái bất phương trình thứ ba ta được là 0 nhỏ hơn x cộng 3 và nhỏ hơn 2. Các em chú ý điều kiện nha. Và các em có là x lớn hơn 2 mũ y, đúng không ạ? Vậy cái này các em sẽ giải từng thằng một.
thì các em được cái đầu tiên nó là x lớn hơn âm 1. À xin lỗi. À, x lớn hơn âm 1 và x nhỏ hơn 2 mu y. Các bạn xem có cái chỗ nào thầy bị nhầm dấu không nhỉ? Rồi. Thế còn cái trường hợp thứ hai ta được là âm 3 nhỏ hơn x và nhỏ hơn âm 1, đúng không ạ? Cái trường hợp cái dấu thứ ba này, cái trường hợp thứ ba, cái sang ngang thứ ba này, này. Và x lớn hơn 2 mu y. Thì cái này chúng ta thấy ngay là nó vô nghiệm rồi. Bởi vì 2 mu y thì luôn dương mà. 2 mu y luôn dương, như vậy x lớn hơn âm 3 nhỏ hơn 1 thì x lớn hơn 2 mu y thì không thể xảy ra được. Như vậy cuối cùng ta sẽ được kết quả là âm 1 nhỏ hơn x và nhỏ hơn 2 mu y thôi. Đúng không ạ? Thì rất đơn giản là ta đã tìm được giá trị của x rồi. Thế nhưng ở đây ấy, người ta yêu cầu các em là có ít hơn 2021 số nguyên x ấy. Đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ suy ra như thế này. Để mà có ít hơn 2021 số nguyên x thì ở đây các em chú ý là có cái điều kiện đầu tiên là x lớn hơn 1 mà. Thì các em để ý này, cái âm 1 này nó không lấy rồi. Như vậy số nguyên x có, nếu có lấy thì bắt đầu từ số 0 đúng không ạ? 1, 2, vân vân. Và đến cái số cuối cùng mà nó có thể có là 2020. Đúng chưa? Như vậy các em thấy là cùng lắm là 2 mũ y là phải nằm ở dưới này. Đây nó phải là 2 mũ y nằm ở dưới này. Chứ nếu 2 mũ y mà nằm ở lớn hơn 2020 nhé. Nếu mà 2 mũ y nằm ở đây thì các em thấy ngay là nó sẽ có 2021 số nguyên x rồi. Đúng không các em? Từ 0 mà đến 2020 nó là 2021 số nguyên. Đúng không ạ? Như vậy thì điều này suy ra ngay là 2 mũ y của chúng ta là phải nhỏ hơn 2020. Bằng có được không nhỉ? Có ít hơn thì không thể bằng được. Đúng không ạ? À bằng vẫn được em nhé. Vì trong hợp này là x chúng ta lấy là nhỏ hơn 2 mũ y mà. Đấy, bằng vẫn được. Đúng không ạ? Nhớ là người ta nói là ít hơn 2021. Như vậy các em sẽ được là y nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng là logarit cơ số 2 của 2020. Mà cái logarit cơ số 2 của 2020 các em sử dụng máy tính cầm tay ấy. Chúng ta tính logarit cơ số 2 của 2020 thì chúng ta tính là bằng 10,98. Tức là y sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 10. Y nguyên dương, nhớ là y nguyên dương. Nên là y sẽ gồm các cái giá trị là 1, 2 mà vân vân đến 10 thôi. Tức là trong trường hợp này chúng ta sẽ có là 10 giá trị của y, đúng nhỉ? Đáp án là C, câu 40. À, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chữa 40 câu này ngày thôi. Thế và sau đây thì mời các bạn là chúng ta sẽ thực hiện. Không chưa được. Sau đây thì mời các bạn là chúng ta sẽ nộp bài vào trong nhóm của mình nhé.